Today is our celebration of Wanyin Bodhisattva's birthday. Ngày hôm nay chúng ta họp nhau gặp lại đây để mừng cái lễ sinh nhật của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. So thank you all for coming. It's not often that we have so many people come to our temple, so I'm very grateful. Does anyone know why, how today was chosen to be Wanyin Bodhisattva's birthday? Có ai biết ngày hôm nay tại sao chọn ngày hôm nay là sinh nhật của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát không? 有人知道为什么今天是这个观音菩萨的生日？ Anyone know? It turns out that today is the 19th day of the second lunar. Hôm nay ngày 19 của tháng thứ nhì của âm lịch. And according to legends, it is the birthday of the princess Miao Shao, the Chinese princess. Theo truyền thống, người đầu trai đầu tiên của người Trung Hoa đó là ngày 19 tháng 2 đó, là cái ngày sinh nhật của công chúa Miao Diệu Thiệu. Did you know that? Because in the according to the Chinese, the princess wonderful goodness Miao Shan, theo cái lòng tin của người Trung Hoa đó, vì chỉ ta cho mà cho các bạn cái người theo trường người Trung Hoa thì người ta tin rằng công chúa Diệu Thiền là hóa thân của ngài. And that princess happens to the Chinese happen to believe that princess personifies Wanyin Bodhisattva. She has actually a transformation body of Wanyin Bodhisattva. 那传说就是她是观世音菩萨的化身。 So, because the Chinese has a legend behind the princess' wonderful goodness, Miao Shan, Princess Miao Shan. 所以这个中国的这个传说就是妙善公主她非常的有很多她很善良的事迹. And so Miao Shan, Princess Miao Shan, was youngest and third princess into a king. 所以她是这个第三个公主. Diệu Thiền là người công chúa thứ ba của Úc của cái nhà vua. He's only have three daughters, and he has no prince. 那这个这位国王呢，他有三个女儿，那妙善是排行第三，那他没有任何的这个王子。也不过，không có con trai, chỉ là ba cô con gái thôi. And the two elder daughters are married. So when Miao Shan's turn to be married, which back then was around the age of 13 or 14, đến lúc mà hai cô gái lớn á, thì tới tuổi cập kê rồi, bạn đã lập gia đình rồi. Còn khi mà tới cái Diệu Thiền tới tuổi cập kê khoảng chừng 13-14 tuổi đó thì vua cũng đồng ý chuyện kết hôn cho con gái. 所以他上面两个姐姐呢就结婚了，那到他要结婚的时候，在那时候大概是13-14岁的时候呢。 You have to realize that Miao Shan, Princess Miao Shan, is very pretty, very adorned, very proper, very smart, and she
So that's why she wears no makeup. And yet she still looks very pretty, very attractive, adoring. Hồi đó, Yuki rất là xinh đẹp, rất là đoan trang. Mà vì vậy, mọi người cũng cần dùng trang điểm, đồ trang điểm rất là đẹp, rất là tuyệt vời. 19th day, actual day, tomorrow. So she said, she didn't realize today, tomorrow is a major day, is a real the 19th day of the lunar month. So I said, in that case, then let me stop. Let's talk about something else. My name is not Jim Packy. To be continued tomorrow. Okay? Okay, my pitching deal. All right. Anyone else has anyone they'd like to bring up? Well, I hope what you can get. Yes? Would you like to continue the rest, hear the story? And tomorrow I tell another story. I might show up. I'm going to be coaching cat. Yes? Nếu con chúa giao lại cũng được là bị lấy đầu.
cái con bướm ấy đồng ý chịu luôn để chắc đầu luôn. Cái con bướm thì đang đợi là cái con đường này á, cái cần thẳng của nó bằng cái đầu của ông. Quan thì giả của ông quản một cũng không cho lắm, nó cắt đầu ra là nếu mà ông cắt ra để cho đúng sai thì đâu được, cuối cùng ông thua ông chúa. Ông thấy con chuẩn con bướm cũng chỉ vậy chỗ đó. She added some more anecdotes on Miao Shan, Princess Miao Shan, that very, very interesting. The reason I bring up Miao Shan is because she went through a lot of hardship to stick to her convictions. When everyone else was against her, she stood her ground, didn't compromise. So that's what was remarkable about her. Lý do tôi kể cái chuyện nhiều tiền này là tại vì cô cái con chú nhiều tiền này mặc dầu có cái lòng tin có cái tính chất bị thử thách rất là nhiều từ đầu chính phủ không có nhiều tiền gì. Thầy sư chưa nói, vì thầy sẽ chỉ đạo Miao Shan công chúa, vì thầy học chưa là nhiều khổ. 然后当大家都反对他的时候呢，他还是坚持下去。So let me continue with the story. I will add her story, her anecdotes later. It's very interesting too. It's kind of cute. I don't know what she finds in good stories. Lạc thầy thầy kể tiếp rồi lạc thầy thêm cái câu chuyện không biết mà nhập lạc tiếng mấy cái chuyện đâu hay thú vị quá. So the princess didn't use makeup, so she taught the ladies in waiting not to use makeup either. She convinced them not to use makeup either, and the king was not very happy about it. He likes his girls to look nice, so he scolded her. Một dịp công chúa không có dạy, không có trang điểm, thành công chúa lại dạy mấy cái người trong mấy cái người phụ tá trong cung điện không trang điểm, là những vua bực mình lắm. Con gái cứ xinh đẹp bệnh viện như đều mấy người khác phải trang điểm chứ xinh đẹp ổng thích hơn, mắng công chúa một trận. So he got upset with her and said maybe I should marry her off and get rid of her. Because she's no good. Ông vua mới quyết định là cả cô cả chồng cái chồng cho thành xong rồi. So but she refused. She says, "Father, I love you, but I dare not obey your command because I do not wish to get married. I want to live the whole life." Thì cô công chúa mới bẩm với cha rằng là con rất là kính mến và thương cha, nhưng mà con thì là không thể nào nghe lời cha được, tại vì ý nguyện của con cuộc đời con không muốn xuất gia, con muốn làm gì. 那苗生公主呢，因为不爱化妆打扮呢，那所以她就叫跟随她的人呢，也都不化妆打扮，都很朴素。那这个国王就很不高兴啊，就责骂她。 然后就想说干脆就把她嫁掉算了，那结果她就跟她就拒绝，她就跟她的父王说，她不愿意嫁出去，她不愿意结婚，她要出家。 And you have to realize that back then you go against the king's wishes, it's not a good idea. Vì thời đó mà đi không nghe lời của cha, vua cái chuyện không nên làm. 那在当时呢，如果你违背父王的意思呢？So he imprisoned her in her own room and wouldn't let her out. 他那么无言的话，nhốt trong phòng ấy, không cho ra. So what did the princess do? That's the first test, the first real test. She sat inside the room recited the Buddha's name. Công chúa được thử thách, công chúa ở trong phòng không ra họ chỉ niệm Phật suốt ngày. 所以他就父王就把他关在房间里面，不让他出来。
So instead of her being miserable, she felt so good reciting Buddhist name. And thay vì vui cha tưởng là nhốt lại sẽ khổ sở, người đâu cùng chú thích thú, tất cả an lạc, niệm Phật thôi. 那他反而就不觉得苦了，因为他念佛名号就觉得非常的开愉悦。 So he told his two older daughters to go and pay her a visit and convince her to get married. And says, and so the two daughters came and saw the princess Miaosha and talked to her and tried to convince her, but Miaosha stood her ground. So she went against her own sisters, elder sisters, even. 结果呢，这个父王就叫他这两个姐姐呢去劝他去嫁掉这样子。那这但是这个妙善男还是不听他两个姐姐的话。And và bố cha mới phái hai người con gái lớn tới khuyên phụ chú cưới chồng. Chú cũng nghe lời hai chị này luôn á, thành càng ngày càng cô lập. And then the king asked his wife to come and talk to Miaosha and convince her to get married. Thì vua cái sai mà vợ mình tới biểu con gái cưới chồng, công chúa mới trả lời. 那这个他的父王又请他的母亲呢来劝他。 So Princess replied, she says, Mother, I will be glad to get married if you can give me these three wishes. Nói công chúa trả lời rằng, con sẵn sàng lên xe hoa nếu như mẹ cho con ba cái điều này. She says, number one, that you guarantee me when I get married, I will not grow old. My hair will not turn white, it will not fall off, and I will not become a decrepit person. 于是这个妙善公主就跟她母亲说，我可以答应你嫁出去，但是呢，你要答应我三个，我有三个请求，第一个就是你要保证说，当我嫁出去以后，我不会变老。 Rồi công chúa mới nói là trình bày điều kiện thứ nhất là nếu như mà con cưới chồng thì mẹ phải cam đoan với con rằng là sau này con sẽ có một già, nhà con không có nhăn, tóc không có bạc, cũng rụng ra, răng cũng rụng ra và người không yêu đuối. And the second request was that. The princess said, we will get married, then promise me that I will never be sick. Rồi thứ nhì, công chúa nói là nếu như mà con cưới chồng thì mẹ hứa với con là con sẽ không bao giờ bệnh hoạn cả. 第二点呢，请你答应我说，我不会生病。 And the third request is that if I get married, then I will open my wisdom and understand a way to put an end to my suffering. Thì cái điều kiện thứ ba, tôi nói rằng nếu như con lên cưới chồng, con có thể có được cái trí huệ, đắc được cái trí huệ, thì con có thể liều cái khổ này. 第三呢，你要答应我说，我会开我的智慧，能够了苦。 And that's how why she was even at a young age this Chinese princess thành đang nhiều trẻ tuổi như vậy mà rất là có trí tuệ. 这就是她在当时年纪非常小的时候就有这么大的智慧。 So and then there comes another weaving the story that the ruler share with us. Bây giờ tôi kể để cái phần câu chuyện mà cô Nhật Lạc cô kể thêm đi nữa chúng ta nghe.
So they, she, there is a neighboring country who brought the army over to wage war against the father king. And before engaging the battle, they said if they come, they send an emissary to challenge the king, thành có cái nước làm gì mới đem bèn lính tới, đem quân tới đòi đấu tranh trên đất nước của vua cha. Trước khi đấu, cái sai sứ giả tới để đặt hai cái tử thần. First question is that the emissary says there is a stick that's of the same side both ends. He says which end is the tail end, which one end is the top end. 所以啊，讲到啊，刚刚陆哥分享的这个部分呢，就是这个敌国呢，就带着他的军队进来，就是要挑战这个他的国王，他就拿了一根棍子吧，就问他说，这根棍子有两边，那哪一边是头，哪一边是尾？ Can you explain the part about the three conditions? Number one.That if you get married, you will not become old, you don't grow old. Okay. Number two is sickness, number three is wisdom. Right? Okay, very good, thank you. So no one could give the answer to the emissary in the king father's court. So they stuck. So Miao Shan heard about it, and she hadn't given the answer. It's very easy.Even though they are the same size, the sticks are the same size of both ends. The one at the base, the tail end of the stick would be heavier than the top end of the stick. It's that simple. And cô công chúa nghe cái gì như vậy? Never mind. And she said it was in Vietnamese already. 所以这个但是这个他父亲这边呢，没有人可以回答出这个问题。于是呢，妙善听到了。他就说，这很简单。虽然它们是一样的大小，但是尾巴的部分一定是比头的部分重。So that was the right answer, of course. So then the second question is that they said they brought forth a mule and says, how much does the top of this mule weigh? And the condition is that you cannot cut the head off.To His head or her head will be cut off. 那谁如果敢这个回答，而且答错的话呢，他的那个会被砍头。So no one in the king's court dare offer an answer. So Miao Shan says, "I know." 但是呢，当然没有人敢回答。那于是妙善又自告奋勇地说，我知道。He says.The head of this mule weighs as much as the head of the emissary. 他说你这个，于是他就回答说这个驴头呢是跟你这个大使的头是一样的重的。So the emissary didn't dare contradict her, so he admitted defeat, and that's how they withdrew.The invading army. 那于是这个对方这个大使呢，他不敢否定他，于是他就承认失败，然后就带军撤退了。So even though the father was impressed with his own daughter, but he still insists that she should get married. Since Miao Shan steadfastly refused.To get married, he decided
to send her to a nunnery to get a flavor of what it's like to be a nun. 虽然这个父王非常的知道说妙山非常的聪明，但是呢，他还是想要把妙山嫁出去。但是妙山就是坚决不嫁。那于是父王就决定把他送到这个那个寺庙里面，让他去看看做出家做尼姑的滋味。thì vua cha mặc dù thán phục con gái mình cũng đều nhất định không đổi bắt con gái mình, tại con gái dám cãi lời của mình, thành ra không thể nào tha thứ được, thành bắt nhất định bắt cứ chồng cho được, thành mới cho cái những cô con gái mình nếm cái mùi cay đắng của những người đời xuất gia, muốn đổi vào một cái tu vị của người nữ. So he called the head of the nunnery and says, "You better talk my daughter out of becoming a nun. If not." 所以，于是这个父王呢，就威胁这个那个带领那群尼姑的那个人，就说你最好呢，让我女儿不要想出家。Thành đức vua cha mới gọi cái vị trưởng cái tu viện đó nói là sư bà phải cố gắng thuyết phục con gái tôi không được xuất gia, còn nếu mà để nó xuất gia là có chuyện của tôi. So the head nun tried to talk Miao Shan out of it, of course she refused, so she allowed Miao Shan become a leftover person, become a nun, and put her to hard labor and misabused her. Anh ta cái vị điện trưởng mới khuyên cô vua không nên xuất gia, cô nói cứ khổ như sao, vì cô không nghe lời, cô nhất định xuất gia. Thì điện trưởng mới cho xuất gia, cho vào đầu xong hành hạ cô, hành hạ như đệ tử. So you have to imagine that this is a princess who's been loved and taken care of her entire life, and yet she becomes a nun and wears coarse clothes, eats coarse food, and then is mistreated like a slave. 所以这个，于是呢，那个人就跟就是劝退妙山出家，但是妙山不听，于是他就让他出家，然后就就是欺负，就是那怎么讲，就对待他不好，然后让他受苦这样子。And so, so then the nun told all the other nuns, 500 nuns in the nunnery, to talk to Miao Shan. Each one of them talked to Miao Shan, advised her to give up, to return to land. Then the viện trưởng mới phái 500 cái vị ni cô trong cái chùa, trong cái tu viện đó, lần lượt tới mà khuyên công chúa nhiều thiện nên bỏ cuộc, hoàn tục lại. So to each and every one of them, she replied to mỗi người đó, cô công chúa trở. She says that you should be ashamed of yourself. You're a left-hand person, and yet you're so worried about the retribution from your father. Why are you so attached to this world? You should not be attached to this world. 于是呢，这个他们还叫这些尼姑众每一个个去劝他能够还俗，那他就一个个回答他们说，你们应该要觉得很惭愧，你们是出家人，你们为什么会这么担心我父亲对你们的惩罚。Think about it. 这个你就管。If you attach to the body, then you worry about the body, you nurture, you take care of it, you slave for it. Then what do you do for it? 这个你就管。Mình lo lắng cho thân thể mình, mình đùm bọc cho nó, cuối cùng nó làm gì? It still gets old, still gets sick. Nó vẫn khổ, nó vẫn già, nó vẫn bệnh như thế.他就说你们不还这么执着于你们的身体，那法师就说你们想想看，你们执着于你们的身体呢，你们就是一直的这个
一直的就是要照顾你自己的身体，然后花时间去照顾他们，最后呢他还是会变老。So the princess says the body is last. So you should not worry about my father killing me because what is condition must be destroyed eventually. Anh công chúa cái khuyên các sư cô rằng là đừng có chấp vào cái thân quá đi, tại vì cái thân này là cái thân tạm bợ thôi, trước sau nó cũng phải tìm. Không 于是他就说：“你们不要太执着于你的身体，不要太执着于，因为他是不长久的。那也不要太害怕，我父亲会要杀你们。那是因缘而起的，也会因缘而消失。”嗯 ，So you see, as I'm telling this story during this time of our cultivation, we are experiencing some serious difficulties where people are creating a lot of slandering, Nên là kể trong cái thời gian này của chùa đó, có một số người Sophia đang phỉ báng chúng tôi. And it's a form of attack on the, it's a form of test on the attachment to the body. Think about it. It's a form of attachment to the body. Your reputation, your fame, just the invisible part of the body. And trong cái thời gian này chúng tôi đã bị thử thách là có một cái số người xuất gia đó họ đang phỉ báng chúng tôi. Này nó cái tai tiếng, cái tai tiếng chỉ là một cái khía cạnh khác của cái sự chấp trước của cái thân. 所以我们在讲这个故事的同时呢，我们正在接受一个考验，就是接受别人的回报。那你想想看，他也是在考验我们对我们的名誉以及身体的执着。So, as long as you attach to it.You will suffer when it's slender. Thế một khi một quý vị mà còn chấp trước vào nó thì phải chịu khổ mỗi khi mà bị trị bệnh. 那只要你呢对他还是有执着的话，所以当你被回报的时候呢，你就会受觉得苦。Okay, and I'm saying that because I realize that.A lot of my supporters are suffering because they see the injustice and the stupidity of these acts, and they open the suffering for me. But I'm asking them to not let themselves allow themselves to suffer because these people will have to bear the consequences of their actions.The truth reveals this cause and effect. 我讲这是希望说，我知道很多支持的人呢，他们在也觉得很苦，因为他们看到这个他这个愚痴以及不公平的地方。那我只是要说，其实不需要这么想，因为是有这个因果关系的。Thì tôi biết là tôi có một số người trong chùa rất buồn, phiền muộn rất nhiều, tại vì thấy cái sự khó khăn, thấy cái sự vô minh của những cái hành động này, đi hại cái người tu hành khác mà không có lý do nào cả, không có lý do chính đáng cả, toàn là vì cớ này vì cớ nọ để mà ngậm máu phun người thôi.Có những trường hợp như vậy rất là thành làm nhiều người rất là buồn khổ. Ví dụ như có những người trong chùa tôi cũng khổ sở, rất là khó khăn. Thành ra tôi thấy cái sự khó khăn, cái khổ sở đó, tôi thông cảm. Các quý vị biết là ông thầy cũng phải trơ trơ như đá, như đồ gỗ đâu. Tôi biết cái sự khổ sở của những người đó. Want you to know that I feel your pain.Some of you experience the suffering, some of you experience because it's so much nonsense.
就是要说啊，我可以了解你们受的苦，因为其实非常非常多的这个不合理的地方。And that's why you should not just refrain from blaming others. 刚刚我讲，你们对你更认真。In order to be able to, she never blamed her own father. Because her father is totally wrong. Because you see, the girl who has a lot of money, she doesn't have to pay for her house. She doesn't have to pay for her house. So, you want to remind you that don't blame people. Because you see, the girl who has a lot of money, she doesn't have to blame her father, even though her father's doing is wrong. We should all look at ourselves. We nhìn mình, đừng mình phải trách người khác. Please refrain from blaming others. Okay. They will get what they deserve. Because the law of cause and effect never fails. Tại vì khi mình đừng trách người khác, người ta làm sai, người ta sẽ làm kết quả của cái sai. Cái luật nhân quả không bao giờ là sai, không bao giờ là lật. If you can in the way of the world, you can use your money, you can use your power, you can use your brains, you can use your ruses to escape the law. But when it goes to the spiritual side, the law of cause and effect is such that no one is beyond that. 往内看，要内观，然后不要去怪别人，因为别人的所作所为呢，都是会得到他们应得的果报的，他们是没有办法脱离这个因果关系的。那等下，各位知道吗？在这个世间法啊，在这个法的世间，这个你可以用一权，权势的各位，各位可以用钱财的各位，各位可以用可以钱。móc nối cái sự khéo léo quý vị, cái trí quý vị để mà thoát giới luật. Nhưng nếu trong cái thế giới mà tâm linh đó, trong cái luật nhân quả thì cái quả nó bay cũng theo cái nhân, không ai chạy, không ai chạy thoát được đâu. Phật cũng thoát được rồi. Thành ra quý vị không cần cái bằng tâm của chính người ta là người ta làm sai. Thì họ phải làm cái quả. Okay. Thành ra người ta có sai cái gì, mình cũng cần làm gì sao. Okay. Đừng trách người ta. Trách người ta là chuyện sai. Nói xấu người ta là chuyện sai. So even though others are wrong, we should refrain, learn to refrain ourselves from retaliating, from bad-mouthing others, and speaking others' faults. Because we two wrongs and make it right. Okay. Let me be wrong, but that's refrain from being wrong ourselves. That's what cultivation is about. 所以说，虽然别人是有他不对的地方，我们也不应该要讲他们不好的地方，批评别人，因为这样子我们自己就是不对的，所以这就是修行的一部分。Instead, be compassionate towards the people who are wrong. Like Miao Shan, his compassion towards the people who were mistreated. 而应该要有这个慈悲心，对于这个对你不对待不好的人，或是做错事的人，就如同妙善一样，他就是对这些人都有慈悲心。嗯。Bất chấp như khi gương của công chúa nhiều tiền, mặc dù người ta ngược đãi mình, người ta tàn hại mình, người ta gia hại mình, mà hoàn toàn có cái tâm từ bi. Okay. Tu hành như vậy, người tu hành như vậy. Any questions or comments? Có ai kiến thắc mắc gì không?Because the proof of the fact that Miao Shan was compassionate
is that later on, I skipped the story, it's a long story. Later on, the king, because of all his evil deeds, he killed the 500 nuns. Cái có bằng chứng về cái lòng từ bi của công chúa Diệu Thiện. Hiện tại thì tôi vắn tắt câu chuyện, tôi muốn nhà vua nổi giận giết cắt cổ 500 cái vị tu sĩ, vị đi cô chặt đầu ấy, giết hết, đốt cái chùa, so he burned down the nun as well, and the Miao Shan escaped, and then later on the king's evil deeds finally caught up with him, and he became very, very ill. 这个国王呢，做的，因为妙善的这个慈悲心呢，让他可以逃离这个国王那个时候他做所做的恶事，因为他到后来决定把这个尼姑庵呢把它烧毁，所以那500位尼姑众呢都被烧死了，只有妙善逃出来。 那也因为如此呢，这国王的果报就是他到后来生了非常非常重的病。嗯，但是尼姑，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 尼
So he became very ill, and it's incurable disease, and was in pretty bad shape. 他所生的病呢非常的严重，也是没有办法医治，那就濒临死亡的病人。So a monk came around and said, "I know how to cure you." 刚我们比都行的，我们没太多的，给俺看，我爱比人多，多人多，人们啦，都个看都忙的，都人多。He said, "What do you propose?" So the monk says, "I need four ingredients for my medicine for you." And God, me, and night, so he might be interested. Four ingredients for my medicine. I need the eyes and the hands of someone who is never angry. So, this 和尚就有一位和尚出现了，就跟国王，这个国王说，我可以治疗你，但是我需要四个东西，就是第一，我要这个他的有一个人呢，他的手跟眼是从来没有生气过人的手跟眼。So the game says, how is it possible? If someone blocks off your eyes,How can you not get angry? 于是这国王就说，怎么可能有这种东西呢？当有人把你的眼睛挖出来，你会不生气吗？但是我没眼睛呢，什么事情都没有。你们当没，贵宾什么贵宾红眼的，好规矩。If people harm you, how come you don't get angry? 但是他害你，你不会眼的。How is it possible? 就是说，你们觉得说有可能吗？当有人伤害你的时候，你会不生气吗？ Is there such a person in this world? 根本不来问你们的，天天压来的。The monk says, "Yes, there is. It's a hermit up in the mountain." 他就那个和尚就回答说，是有如此的人。有一位居士隐居在山上。但是我们的，那我体验讲了两回，就话呀，提督都死咪难，搞真，咁多个人都喺啲路咯。So the king sent an emissary to go to the hut, the mountain hut, where Mao Shan was cultivating, and told her her story. He says, the king needs, the eyes and the hands to heal him. So she heard of this, her father. She really took a knife, blood after 2 years herself, and gave it to him.
所以这个国王就派一个特使到山上去找，就找到了妙善在修行的地方。于是特使就跟他说，这个国王需要你的这个双眼及双手。那妙善听了知道是他的父王，马上就拿了刀把他的眼睛挖下来。Anh vua phái sứ giả tới thì kể chuyện nghe, nói như vua cần con mắt hay cái tay, thì nhiều thiền mà nghe là cha mình cần mắt cái tay, lập tức lấy cái dao móc hai mắt. It's pretty easy actually. And rồi đưa cho sứ giả, nói and then rồi mình xoay cái cán dao lại.Sau khi nhận đưa cái sứ giả nó chặt dùm hai tay tôi đem đi cho cha tôi. So and then she turned the knife around and asked the emissary to chop her hands off. 然后呢，他就把这个就请那个特使把他的双手砍下来。And she says, "I'm doing this in the hope that the merit and virtues of my act will help convince my father to believe in."然后他说：“我做这些是希望这个功德呢，可以让我的父亲能够信奉三宝，不要再伤害三宝。”公主没说，是啊，没发出来，说呢，con làm cái chuyện này là con muốn hy sinh cái thân của con để con tạo công đức để giúp cho cha con đi mà tham đạo, không vào mà tham đạo.So the emissary brought the eyes and hands back, probably back in eyes or something. And the monk prepared the devotion, and he was healed. 于是这个特使就把这个手跟他的双手跟双眼带回去，那这个和尚呢就准备了，就做好了这个药呢。就给国王喝，然后国王就痊愈了。等啊，修假没得抹个袋，我放住个，你这里都是一个棉的袋的抹的，然后来涂，你涂两个的。What do you think? Do the king believe in triple jewel? 各位，你国家行动反国家啥？我听担保了，哈。所以你们觉得这国王就因此而信三宝了吗？Anyone? Vicky, you think that the king was impressed? I don't know. Because he's healed by a monk when no one else could. With, of course, with some eyes and hands. Not quite vegetarian. I would suppose he would be, but I think he might have been horrified as well. Cái gì nghĩ sao? Vua có tin không? Có tin tam bảo rồi không?Được ông thầy tu cứu mạng. Anyone else? Vicky 说，他觉得有可能，但是他可能也是非常非常的恐惧。Of course not. You don't change overnight.老师说当然不会了，也不是。因为你我等着他猛的他挪上地来得了，act 的时候我们摔成脸得了。You can change from evil to good right away. It doesn't work like that. 当然不可能一夜就变了，就从恶变善。Anyway, the king was grateful and himself personally came to visit the hermit. He didn't know it was his own daughter. And then he discovered his wife recognized her as the daughter, the blind daughter. She was so touched that he licked her eyes with his own tongue and her, the stump on her hands. He says, "My poor daughter, I honor you. You gave yourself to me." And that's when Miao Shan, the light came, and Miao Shan.Suddenly disappeared and one year appeared in space, or exactly like Miao Shan, complete with eyes and two hands. That's when the king believed in the triple jewel.
Radha Vicky is a happy ending story. But it's not that easy, trust me. It takes miracles for evil people to be converted. It's not easy, trust me. Thành ra nhà vua cảm động tới tới viếng thăm, nhận được con gái, mẹ vợ nhận được là con gái của mình. Đâu 30 lần lâu năm không gặp, thấy nhận được đứa con gái, mù một cụ tay, vua cảm động, lấy cái lưỡi mình liếm mắt, còn cảm ơn con liếm tay, thì cái hành động thân thiện những khiến cái người biến mất, ngài con ông hiện ra giống như lúc nhiều thiện, có hai mắt, có hai tay đâu, thì vua đó vua mới tin, phải có tam bảo. Bởi vậy cả mọi người ăn khó lắm, quý vị ơi, không có dễ, cần đủ thứ, những đủ thứ miracles thì mới tin. Nghiệp nó tới cũng chưa đi. Anyway, so the story of Miao Shan. Well, that's why Miao Shan symbolizes compassion. Because in the face of adversity, you hold on to your beliefs and you don't retaliate. You don't get angry, and yet you're compassionate. 所以说，这个国王呢，当初后来就非常的感恩，于是他就到了这个山上去见这位隐士。然后他的这个母亲呢，这个他的皇后呢，就发现说，原来她是他们的女儿。那这个国王就非常的感动，于是他就舔了这个女儿的眼睛。然后妙善公主就突然就有一道光，妙善公主就消失了，然后这个天空中就出现观世音菩萨的这个影像，就长得跟妙善公主一样。那这个时候呢，这个国王就才相信了这个三宝，然后改恶，从恶向善这样子。那法师说，这就是这个故事，就是告诉你说妙善公主的这个慈悲心呢。就是让他在这个在有这个受苦的时候，他不会去怪别人。Instead, in very compassionate, show compassion towards them. 反而对他们都非常的慈悲。That's how they have a chance to help them change.那这是他，所以他才能够帮助他们改变。啊，等下，公主有天，代表着给老大的，有什么啊？等下，公主公主，大的，这大的啊，không bao giờ nổi giận。And I chose to sort of tell you the story because I may have told part of the story before, another one in assembly. But I would like to bring it up again today because I'm hoping that those of you who are in pain or suffering, I hope that you use it as an opportunity to learn to forgive and not blame us. 我相信我可能在别的观音的法会也提过同样的故事，但是我再讲一遍，是希望你们还在受苦，还在的人呢，能够学会原谅，然后放下。那给个几个呢？给大家录来了。Phần câu chuyện kể lặp lại là phần trước có kể sơ sơ về nhiều thiền rồi. Có thể không anh không? Cái chuyện kể sơ. Thì muốn kể chuyện là tại nó có duyên. Thành tôi hy vọng là tôi muốn nhắc lại câu chuyện của công chúa Diệu Thiền. Tại vì tôi hy vọng là
if you're able to forgive and let go, that's when they can no longer hurt you. Nếu quý vị tìm cách mà tha thứ người ta mà không có phiền muộn thì làm cách nào hại chúng ta được. As long you attach you have an attachment, let's say, to your reputation, to as long as these slanders, these false rumors, makes you afflicted, affliction, then they see the affliction in you, they continue to do it to you. They will not stop unless they see it doesn't work. Okay? Anh quý vị biết không? Người ta khi người ta thấy những cái lời chỉ bán, cái lời nhào bán người ta mà làm chúng ta khổ sở đó, thì những cái người đó họ tiếp tục làm, là thấy mình khổ, họ thấy có hữu ích họ mới làm, tiếp tục làm. Còn nếu như cái gì mà người ta nói xấu cũng chừng là thôi, thì người ta thấy không có hiệu quả, tự động người ta sẽ ngừng lại, không cần làm. 所以说你如果还执着于你的名誉的话，那他当别人在回报你的时候呢，你就会起烦恼，就会受苦。那这个时候呢，就是别人还可以继续伤害你，因为他看到你还是会因为他的所作所为而受苦。就是当你放下了以后呢，就是他也不会再伤害你的时候，也是他会停止他所作所为的时候。 And until you found liberation, instead of dwelling on negative, đến khi quý vị đạt được cái giải thoát, thoát được cái sự chấp trước, cái danh thì không còn bị người ta phỉ báng làm cái phiền buồn. It takes a while before you get there. Until you get there, you can learn to dwell on the positive. Cho đến khi quý vị tới cái cảnh giới mà quý vị không bị sự phỉ báng nó là phiền não thì có thể tập nhìn cái hay, nhìn cái xấu, đừng có cái tình negative, đừng có cái ugliness, look at the positive. These are the people, these are the mistakes people make. Đây là cái sự lỗi lầm mà những người thế gian người ta làm. Ta nhìn vào cái xấu, ta chọn nhìn cái xấu, ta nhìn vào cái đẹp. They choose to look at the negative, not the positive. 那在你还不能完全得到解脱的时候呢，你可以试着就是说，与其看这个负面的，你要试着学习去看正面的，这是一般人都不知道的。Because I see, you know, like for example, I heard of another being slandered and being sued. Tôi nghe chuyện một người khác bị phỉ báng, bị kỷ lục. And the husband says, I spend whatever money I have to protect your reputation. Okay. You could choose to look at it as you're losing money, but I can choose to look at it as pretty loyal and pretty remarkable husband. It's an asset right there. And money cannot buy. Look at that. You should be proud of yourself to have such a husband, right? And tôi nghe cái chuyện một cái người đó mà bị kiện tụng, bị phỉ báng một cách vô lý như sợ mà bị kiện tụng, là vừa bị mất tiếng vừa còn mất tiền nữa. Người chồng nói là anh sẽ đứng bên cạnh em ngoài giờ rồi. Bao nhiêu tiền mình có mình trả cho luật sư. Cần tiền mình làm việc thêm nào. Cái việc cái nhìn đó là mình lỗ lạ, mình khổ sở là sao mình thì tôi phải chọn nhìn là cái người mình may mắn có được một người chồng tốt, có người chồng trung thành. Okay. Cái đó là cái mình tự chọn là nhìn cái nhìn cái xấu thì cuộc đời nó có ý nghĩa. So if you learn to choose to look at the positive, then life is more makes it easier. So, he said, for example, he saw other people's situation, their
他的那个人的先生呢，就说我会还是会支持你，不管怎么样，就来打这个官司，我会帮助你。那法师说，如果你一直看到你，一直看到你所受的苦，以及为了这个官司所受的苦，而不去看到说正面就是你的先生对你的这个忠诚的话，那你反而是就是如果你只看正面，你看这正面的部分的话，对你来说是比较好的。是。Please learn to be content with what you have, and be grateful for what you have. That you have so much. Learn to be grateful for that instead of asking for more. 所以要学着满足，不要一直去满足你所有的，不要一直去要更多的。cái hạnh phúc là có thể bắt đầu một cách biết chi túc, mình biết là mình biết ơn có cái nhiều chuyện tốt đẹp nó xảy ra trong cuộc đời, nhìn thế đẹp nhìn hai người đã có đừng cần tham lam thêm. Quý vị có như là những người rất là đặc biệt, rất là có nhiều phước hơn quý vị nữa. Hãy look at you as being very special individual and very blessed individuals. You have a lot more than most people. I assure you. Tôi cảm động quý vị có nhiều phước, and so you show, okay, you know, she is on your football, they can't tell you that you may be very and don't you know, they can't be both saying now, share to man to just keep them cash about it to get gender quite a bit. Okay, any questions or comments? Can I call you Kim Tama Kiko? Yes.Oh, yeah, administrative thing. Thứ bảy tuần sau, I think next Saturday we have a funeral event. Thứ bảy tuần sau có một cái đăng hàng. So we will go to the cemetery.Electric and that's what the Thai media. So we probably have to end the lecture a little early. Then chắc phải kết thúc cái bài giảng chúng ta buổi sau sớm hơn thường ngày một tí để tới nghĩa địa mà cử hành cái lễ để mà mai táng cho một cái gì này là gần 90 tuổi chúng ta. So we will end the lecture a little early so that we can get the cemetery.And perform the burial rites for this gentleman. Okay, he's 89.9. On Friday morning, they have the ceremony for putting the body into the coffin for viewing. So, if you're interested in going there, help us go there to help perform the ceremony.Should be here around 10.
Giờ thứ sáu, thứ sáu, những người gì nào muốn tham gia vào cái lễ mà nhập quan để cái thân vào thân thể vào cái quan tài để cho người ngoài tới thăm viếng mình cuối cùng thì có thể có mặt tại trường của người giờ để phải cử hành cái lễ. 但下星期早上是有这个他们有这个入殓的仪式，所以如果你想要参加帮忙一起过去帮助他们的话，就是早上的时候在这边集合。I'm always humbled by these events. You know, các vấn đề cái cá nhân tôi mà tiếp xúc với những cái chuyện này, tôi rất là thấy rất là khiêm tốn.You can spend your life building, making money and everything, and by the time you die, you're sick and your body hurts. And you realize that what you have no clue as to what it's about. It's fascinating to see all this happen over and over again. And to thayNhữngtrường hợp như vậy làm cho tôi thấy rất là khiêm tốn, tại vì thấy cuộc đời nó vô thường, nó dễ sợ, nó bỏ cuộc đời, nó làm lo gì không, rồi cuối cùng mình chết, không biết cuộc đời ý nghĩa cuộc đời là sao. Thầy sư, bạn có thể花很多时间.就是他的感觉，就是我们都花很多时间在追寻这个纸名利，赚钱。但是等到你要走的时候呢，你的身体呢就会接受疼痛，然后就完全不知道该怎么办这样子。Okay, all right. Còn gì nữa không cô Hi Khai? Anything else? Any other announcements?Stop here today, guys. Very nice. Thank you. Should I do that drum and bell part? Drum and bell part. The final transfer. Hồi hướng công đức. Theo đời ngày mai hồi hướng công đức bác A thân hơn.I asked that Jin Xiang we will shift the way into tomorrow to transfer. But today we should do lunch ceremony and.